người yêu rồi tự vẫn bất thành. Bị ngăn cản chuyện yêu đương, Hồ Văn Bằng Anh đã ra tay sát hại bạn gái rồi tự đâm mình nhưng không chết. Sau 10 ngày được chữa trị tại bệnh viện, Bằng Anh đã bỏ trốn suốt 14 năm. Ngày 8 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Hồ Văn Bằng Anh, sinh năm 1978, quê Trà Vinh, theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hành vi giết người. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2007, Bằng Anh đến quán cà phê Chí Linh quán số 5 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhắn tin qua lại với bạn gái là NTML, sinh năm 1988, quê tỉnh Bến Tre. Trong quá trình nhắn tin, L cho biết bị gia đình ngăn cấm không cho quen với anh. Sau đó cả hai hẹn gặp nhau. Khoảng 21 giờ cùng ngày, L đến quán cà phê gặp anh tại phòng nghỉ phía sau quán. Lúc này, nghĩ đến việc bị ngăn cản yêu đương, anh đã dùng con dao đã chuẩn bị trước rồi đâm vào ngực trái của L một nhát. Sau đó, anh rút dao ra và tự đâm vào ngực trái của mình một nhát với ý định tự sát. Bằng Anh và chị L được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng chị L tử vong sau đó, còn Bằng Anh chỉ bị thương, sau 10 ngày được chữa trị vết thương, đối tượng bỏ trốn. Ngày 22 tháng 10 năm 2007, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định truy nã đối với Hồ Văn Bằng Anh. Quá trình nghiên cứu hồ sơ truy nã đối tượng, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành xác minh, lần theo dấu vết của đối tượng này ở nhiều tỉnh, thành. Ngày 5 tháng 10 năm 2021, Bằng Anh bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình trốn truy nã, Bằng Anh đã thay tên đổi họ và nơi ở gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh truy bắt. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.